Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân Nguyễn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn sẽ thực hiện một video để hướng dẫn cho các bạn cách mài me cưa, cách bóp me cưa. Như các bạn đã biết ý, thì một cây gỗ to như thế này sẽ cần một chiếc máy cưa xẻ CD to như thế này. Và chiếc cưa xẻ CD to như thế này thì cần một chiếc lưỡi cưa dài như thế này. Chiếc lưỡi cưa này dài bao nhiêu vậy hả chú ơi? Có phải là 8m2 không nhỉ? Một lát nữa chúng ta sẽ đi gặp bác thợ rửa cưa thì chúng ta mới có thể nắm rõ được cái chiều dài của cái lưỡi cưa này. Thì khi mà xẻ những cây gỗ to như thế này ấy, giống như chúng ta thái thịt chẳng hạn, thái một lúc thì nó cũng cùn dao đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ rửa cưa như thế nào, mài cái cưa như thế này, sắc như thế nào, cái quy trình của nó như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi gặp một bác thợ rửa cưa lão luyện ở đây. Mình đã xin bác ấy từ buổi trước là cho mình quay video cái chỗ bác ấy rửa cưa. Trong quá trình cháu quay video rửa cưa, đừng bật máy xẻ lên không, đến lúc lại tiếng máy xẻ to hơn tiếng cháu nói nhá. Cháu chào bác. Mà bác có thể đây để cháu làm quen với bác trước nhá. Giới thiệu với các bạn, đây là bác Luật, chuyên rửa cưa và mài cưa. Bác đã có kinh nghiệm trên 40 năm rồi. Và bác đã hoạt động ở xưởng này thì cũng khá là lâu rồi. Bác cho cháu xin mấy phút được không hả bác? Bác ơi, cho cháu hỏi là một cái lưỡi cưa này thì nó dài bao nhiêu hả bác? Dài hơn 8 mét. Dài hơn 8 mét đúng không ạ? Tức là nó sẽ lắp vừa cái máy rộng khoảng bao nhiêu hả bác? Máy dài là 1m6. Dây 1m6. Lưỡi cưa dài hơn 8 mét đúng không ạ? Thế cái quy trình để rửa một cái lưỡi cưa này thì chúng ta phải làm những việc gì đầu tiên hả bác? Làm thứ tự là từ lúc mài xong đến bóp me. Mài này xong đến bóp me này. Bác có thể giới thiệu về cái máy mài của mình được không hả bác? Máy mài thì nó đơn giản thôi, có gì đâu. Cái máy mài có phải là cái này không? Mọi lần cháu thấy bác cứ đưa cái hầu cưa đúng không ạ? Cái phần này là cái hầu cưa đúng không ạ? Đây là cái hầu cưa đúng không ạ? Đúng rồi. Bác cứ thúc vào trong cái máy này, nó quay tít xong rồi nó tóe lửa đúng không ạ? Đúng rồi, đá đấy. Đấy, thì là chúng ta phải thúc. Mỗi lần xẻ xong là lại một lượt thúc cái này đúng không ạ? Để cho nó sâu cái hầu xuống đúng không ạ? Cho nó đều. Cho nó đều đúng không ạ? Thế cái hầu như thế nào thì được gọi là một cái hầu chuẩn ở trong cưa hả bác? Lượn đều, nó không gãy khúc là được. Lượn đều, không gãy khúc. Nó chịu dàn lực ra thì nó không bị vỡ hầu, không bị phá hầu. Vâng, tức là nó phải đều nhau tăm tắp 10 cái như một đúng không ạ? Cả vâng. Đi đầu hết. Vâng. Thế thì cái hình dáng của cái hầu thì của các cái người rửa cưa nó có khác nhau không hả bác? Nói chung là nó không khác nhau lắm, nhưng mà nó hình như là cái móc câu ấy này. Đây, nó như cái lưỡi câu đơn đúng không ạ? Tại vì cháu cũng hoạt động trong câu cá nhiều, cháu thấy nó giống như một cái lưỡi câu đơn đúng không ạ? Sau khi mà mình thúc hầu đều, chắc nó phải tầm hơn 100 răng phải không bác? Hơn 200. Hơn 200 răng luôn đúng không ạ? 250 răng. 250 răng mà một cái này chúng ta thúc thì hết khoảng bao nhiêu phút thì thúc hết một cái này hả bác? 10 phút. 10 phút, tức là 10 phút thúc hầu là sẽ được những cái hầu như thế này. Đây là một cái mà bác đã thúc hầu xong đúng không ạ? Thế còn bây giờ bác sẽ làm công tác gì với cái kìm này? Cháu thấy cái này hàng ngày bác cứ bóp đấy. Bóp từng răng một để cho nó lên me. Để cho lên me đúng không? Tức là đây là những cái giống như kiểu cái mũi dao của mình để cứa đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Mở lưỡi đấy. Đây, tức là bác sẽ phải dùng cái kìm này và bác mở những cái lưỡi này ra làm sao cho nó sắc bén đúng không ạ? Thế thì cho cháu hỏi là cái mở lưỡi như thế này thì như thế nào là đạt chuẩn hả bác? Tùy theo từng loại gỗ, mở theo từng loại gỗ. Thế ví dụ như mà gỗ lim thì chúng ta cần cái me cưa như thế nào bác? Lim thì nhỏ, dày. Me phải nhỏ, dày, cứng đúng không ạ? Thế còn nếu với các loại gỗ như là gỗ tạp, keo hay là gỗ xoan thì sao? Nếu gỗ sơ thì cho nó mỏng và sắc hơn. Nếu chất gỗ sơ thì lưỡi phải mỏng và sắc. Còn nếu chất gỗ rất cứng và đanh thì sao ạ? Dày và nhỏ. Thì dày và nhỏ đúng không ạ? Vâng. Thế còn với những cái loại như là cháu thấy có một cái loại mà nó là gỗ gì mà nó có cáp cáp, nó có những cái như kiểu là chất đá ở bên trong ấy. Gỗ mất màu. Gỗ mất màu đúng không? Cái đấy phải dùng lưỡi hợp kim hả bác? Hợp kim
Gỗ kim thì nó đẹp lâu hơn. Con lưỡi này có xẻ được những loại gỗ cứng như thế không ạ? Xẻ được nhưng mà nó nhanh phải thay. Nhanh phải thay đúng không ạ? Đây, bác có thể giới thiệu qua về cái kìm của bác gồm những bộ phận gì được không hả bác? Cái đấy là thuộc về bí quyết nha các bạn nhá. Lúc nào để mình nịnh bác ấy thêm một chút nữa thì mới được. Đây, các bạn xem này. Bác ấy kinh nghiệm lâu năm lắm rồi đấy. Mình chỉ dành ra được vài phút như vậy thôi. Và mình cũng cảm ơn bác rất nhiều. Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhá. Bây giờ chắc đến giờ nghỉ giải lao phải không ạ? Vâng. Mình sẽ còn làm tiếp những cái video tiếp theo. Thì các bạn chú ý theo dõi nhá. Chào tạm biệt các bạn.